Cả lớp ngồi xuống. Trúc Anh tiếp tục đứng. Dạ. Lại có chuyện gì vậy cô? Không những có chuyện mà là còn chuyện lớn nữa kìa. Ôi. Sao có cái cuốn nó chậm cặp vậy? Mua cho chị họ tao. Minh Hoàng, mày có chuyện gì giấu tụi tao đúng không? Không ngờ lại kế hoạch của chúng ta lại thuận lợi như vậy. Cũng chưa chắc đâu. Cũng đúng, con Trúc Anh đó nó gian xảo lắm. Vậy thì tôi nghĩ để tránh đêm dài lắm mộng, tôi với bà nên tìm cách tống khứ nó ra khỏi cái trường này đi. Trường ơi, lại gần này nói nghe ê ê nhớ lập trường ơi. Người gì mà thật đáng yêu nhiều lúc trông thật dễ thương, nhiều lúc trông thật khó gần. Mặc kệ mọi chuyện vì lòng đã thích nhau từ lâu. Ê ê nhớ lập trường ơi, lại gần này nói nghe ê.